Xin chào quý khán giả đã đến với bản tin Tài chính Bất Động Sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, từ đầu năm 2023 đến nay, tín dụng tăng vào bất động sản, tuy nhiên thị trường địa ốc chưa phục hồi và tiếp tục khó khăn về nguồn cung, thanh khoản. Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính đến ngày 31 tháng 3, tín dụng toàn nền kinh tế đạt trên 12,2 triệu tỷ đồng, tăng 2,61% so với cuối năm 2022, tăng 10,49% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cơ cấu tín dụng tiếp tục tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của chính phủ, góp phần đóng góp vào tăng trưởng GDP cả nước. Tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro gồm bất động sản lại tăng 2,19%, trong đó kinh doanh bất động sản tăng 6,45%, phục vụ mục đích tự sử dụng tăng 0,25%. Giải thích tình trạng tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế từ đầu năm chưa cao, Ngân hàng Nhà nước cho rằng do cầu tín dụng của nền kinh tế giảm, kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, lạm phát cao, cầu đầu tư, sản xuất kinh doanh giảm dẫn tới cầu tín dụng giảm tương ứng. Bên cạnh đó, một số nhóm khách hàng có nhu cầu vay vốn nhưng chưa đáp ứng điều kiện vay vốn hoặc còn vướng mắc về thủ tục pháp lý. Đơn cử nhóm bất động sản, thị trường bất động sản tiếp tục khó khăn, nhiều doanh nghiệp có tỷ lệ đòn bẩy tài chính cao, tình hình tài chính kém lành mạnh. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, kết thúc quý 1 năm nay, thị trường bất động sản Việt Nam tiếp tục duy trì sự trầm lắng kể từ cuối tháng 5 2022. Thanh khoản thị trường giảm sâu xuyên suốt những tháng qua khiến nhiều chủ đầu tư liên tục dời lịch mở bán sản phẩm mới theo kế hoạch. Các doanh nghiệp địa ốc tiếp tục đợi tín hiệu từ thị trường. Nhiều nhà đầu tư cá nhân chờ đợi cơ hội đầu tư vững chắc. Hội môi giới bất động sản Việt Nam VAS nhận định thị trường vẫn tiếp tục ghi nhận thông tin giải thể, tạm ngừng hoạt động của một lượng lớn doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Tình trạng bỏ nghề, thất nghiệp vẫn diễn ra theo chiều hướng tăng mạnh trong ngành bất động sản. Dữ liệu của VAS cũng cho thấy thanh khoản trên thị trường bất động sản đang có xu hướng giảm rõ rệt, đặc biệt so với giai đoạn sốt nửa đầu năm 2022. Tỷ lệ hấp thụ trong quý vừa qua cũng chỉ đạt khoảng 11%, tương đương hơn 2.700 giao dịch, giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá bất động sản, đặc biệt là sản phẩm đất nền ở những khu vực từng xảy ra sốt đất, tiếp tục được điều chỉnh giảm. Nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính, đặc biệt có sử dụng chương trình ưu đãi lãi suất, ân hạn nợ gốc giai đoạn 2018-2022 của các chủ đầu tư buộc phải cắt lỗ từ 10 đến 30%, thậm chí lên đến 30 đến 50% giá trị đầu tư. Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhận định, trong quý 1, tình trạng chờ đợi trầm lắng vẫn đang tồn tại. Tuy nhiên, thị trường vẫn xuất hiện những điểm sáng ở các địa phương phát triển mạnh về hạ tầng, tốc độ đô thị hóa cao. Đặc biệt, các sản phẩm nhà ở được đầu tư bởi các chủ đầu tư uy tín, có pháp lý tốt, phục vụ nhu cầu thực. Bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc cấp cao, Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn, Savills Hà Nội cho rằng, khả năng hồi phục của thị trường phụ thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm việc tháo gỡ về pháp lý, nguồn vốn và sản phẩm phù hợp. Thị trường vẫn đang chờ đợi các vấn đề pháp lý quan trọng được thông qua từ giờ cho đến cuối năm 2023 như luật nhà ở sửa đổi, luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, luật đất đai sửa đổi, luật giá sửa đổi và luật đấu thầu sửa đổi. Tại hội thảo vực dậy bất động sản thúc đẩy phục hồi kinh tế do Báo Thanh Niên tổ chức ngày 27 tháng 4, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh HORECA nhấn mạnh nhiều lần khi chia sẻ về thực trạng sức khỏe của doanh nghiệp bất động sản hiện nay, dẫn số liệu về tăng trưởng GDP của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý 1 đầu năm và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Thành phố Hồ Chí Minh cũng tụt hạng từ 13 xuống 27 trên 63. Ông Lê Hoàng Châu cho rằng điều này cho thấy Thành phố Hồ Chí Minh đang có vấn đề cần được xem xét tháo gỡ để tiếp tục là đầu tàu chủ lực kinh tế. Tăng trưởng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh quý 1 chỉ đạt 0,7%, trong đó bất động sản từng ở vị trí thứ 3, nay âm đến 16%, kéo tăng trưởng tín dụng âm 17%. Như vậy, công nhân mất việc làm, doanh nghiệp giải thể, lực lượng môi giới không có việc làm. Trong bối cảnh đó, chính phủ đã tổ chức ngay hội nghị lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố cũng quyết liệt tháo gỡ. Kết quả là sự thay đổi về cách nhìn đối với lĩnh vực bất động sản, một ngành có tính lan tỏa lớn, chiếm tỷ trọng GDP ước 20 đến 25%. Chiếm vị trí quan trọng như vậy, tăng trưởng tín dụng đối với bất động sản 2022 chiếm khoảng 21%. Tuy nhiên, có điều không bình thường theo Ngân hàng Nhà nước khi có đến 70% tăng trưởng tín dụng bất động sản là tín dụng tiêu dùng chứ không phải tín dụng cho doanh nghiệp đầu tư kinh doanh bất động sản. Số này chỉ chiếm 30% tín dụng bất động sản. Như vậy, tăng trưởng tín dụng bất động sản đang rơi vào cá nhân, hộ gia đình là chủ yếu mà chúng ta gọi là đầu cơ. Người người đầu tư bất động sản, người người kinh doanh bất động sản. Thế nên, chúng ta phải kiểm soát nhóm này, chiếm 70% tín dụng bất động sản để đảm bảo an toàn cho hệ thống, ông Châu nhấn mạnh.
Tuy vậy, ông Lê Hoàng Châu lại cho rằng khó nhất của doanh nghiệp bất động sản lúc này là vướng pháp lý, chiếm 70% dự án. Dẫn ví dụ về 156 dự án vướng pháp lý tại thành phố Hồ Chí Minh mà HoReCa đã có 9 lần gửi kiến nghị lên các cấp, sau đó với nỗ lực tháo gỡ từ trung ương và thành phố Hồ Chí Minh rất lớn, quyết liệt và được đánh giá cao, nhưng cũng chỉ mới gỡ được cho vài dự án. Tháo gỡ cơ bản nhất là ban hành nghị quyết 18/2022 của Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu sửa đổi luật đất đai ngay trong năm nay và một số luật liên quan. Ông Châu nói, liên quan đến người dân, ông Lê Hoàng Châu cho biết, hiện tác đóng tiền sử dụng đất, cấp sổ hồng còn lớn, thành phố Hồ Chí Minh có 402 dự án vừa được tháo vướng mắc cấp sổ hồng, trong đó có 110 căn nhà căn hộ đã được cấp sổ. Từ nay đến cuối năm, có 81.085 căn đủ điều kiện để cấp sổ hồng. Nếu vậy, giúp tăng thu thêm 5% còn lại, người dân được bảo đảm, đưa sổ ra giao dịch làm ăn, giúp tăng thu thuế. Hiện, chính phủ đã thành lập 2 tổ công tác tháo gỡ cho thị trường bất động sản. Đến nay, giải quyết cho 5 dự án được huy động vốn. Trong đó, 4 dự án chỉ huy động được 50% và 1 dự án 100%. Tổng số căn hộ của 5 dự án này gần 5.432 căn trong đợt 1. Nếu tiếp tục hoàn chỉnh pháp lý, từ nay đến cuối năm sẽ có hơn 5.000 căn hộ được đưa ra thị trường. Liên quan trái phiếu doanh nghiệp, ông Lê Hoàng Châu kiến nghị Ngân hàng Nhà nước sớm bỏ quy định tại thông tư 16, dẫn nghị định 65/2022 sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 153/2020 của chính phủ, cho phép phát hành trái phiếu. Ông Châu nói, Ngân hàng Nhà nước nên bỏ điểm A khoản 8 điều 4 của thông tư 16 do Ngân hàng Nhà nước ban hành. Cụ thể, quy định tổ chức tín dụng không được mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành, trong đó có mục đích để cơ cấu lại các khoản nợ của chính doanh nghiệp phát hành. Thông tư này được ban hành trước nghị định 65 của chính phủ đã cho phép doanh nghiệp phát hành trái phiếu để cơ cấu lại nợ của mình, nên chúng tôi mong muốn Ngân hàng Nhà nước bỏ quy định này để đồng bộ với nghị định, bởi hiện tại hai quy định lại đang vênh nhau và đồng thời cần có cơ chế xử lý trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ cho trái chủ, tổ chức cần có khoản tín dụng cho doanh nghiệp vay mua lại 70% trái phiếu trái chủ. Theo quy định về hệ số điều chỉnh giá đất, hệ số K để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, lấy ý kiến người dân có đất bị thu hồi được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành đầu tháng 3. Một số khu vực có hệ số K lên tới mức gấp 25 lần giá đất nhà nước, dẫn đến những thắc mắc xoay quanh việc điều này đồng nghĩa giá bồi thường sẽ tăng theo. Nhiều người dân nghĩ tưởng hệ số K tăng đột biến gần đây đồng nghĩa giá bồi thường sẽ tăng. Thành phố Thủ Đức là một trong số những địa bàn có hệ số K cao nhất, lên tới 25 lần theo quyết định trên. Theo khảo sát tại các sàn giao dịch bất động sản, nếu quy đổi theo hệ số này, giá đất ở tại một số khu vực của Thủ Đức sẽ tiệm cận hoặc thậm chí cao hơn so với giá thị trường. Đơn cử như giá các lô đất trên tuyến đường Trần Não, thành phố Thủ Đức được rao bán với mức từ hơn 100 đến 300 triệu đồng một mét vuông tùy vị trí. Theo bảng giá đất thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2024 và quy định hệ số K mới ban hành, giá đất để lập phương án bồi thường tại khu vực này sẽ dao động 79 đến 330 triệu đồng một mét vuông tại khu vực cuối đường và từ 132 đến 550 triệu đồng một mét vuông tại phía đầu gần xa lộ Hà Nội. Ông Nguyễn Hiếu Hòa, Phó trưởng phòng Kinh tế đất, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hệ số K được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 8 tháng 3 vừa qua chỉ sử dụng để phục vụ khâu đầu tiên trong quy trình xác định giá đất thu hồi, bởi việc xác định giá đất cụ thể của loại đất thu hồi để tính bồi thường sẽ được thực hiện qua 6 bước. Việc ban hành hệ số K chỉ là bước đầu tiên để các quận huyện sẽ đưa vào phương án nhằm niêm yết, lấy ý kiến người dân, đồng thời sẽ thuê đơn vị tư vấn có chức năng thẩm định giá tổ chức điều tra, khảo sát giá đất phổ biến trên thị trường và lập chứng thư định giá đất. Sau khi có chứng thư cùng với tiếp nhận ý kiến người dân, các quận huyện lập tờ trình về hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gửi Sở Tài nguyên và Môi trường. Sở này sẽ rà soát, căn cứ các dữ liệu về pháp lý trình Hội đồng thẩm định giá đất thành phố. Khi đã có thông báo kết luận thẩm định, Hội đồng thẩm định sẽ trình Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét ban hành quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất. Và đây mới chính là hệ số làm cơ sở bồi thường hỗ trợ tái định cư cho từng khu vực có đất bị thu hồi. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, hệ số mới ban hành chỉ mang tính hỗ trợ chủ đầu tư thiết lập, dự toán bồi thường trong dự án, giúp người dân bị thu hồi đất ước tính mức thu hồi dự kiến. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để các đơn vị tư vấn xác định giá đất cho từng vị trí cụ thể. Quyết định này cũng giúp tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, có cơ sở để tổng hợp và đề xuất hệ số điều chỉnh giá đất cho phù hợp. Đây là một khâu quan trọng trong quá trình đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời thể hiện sự dân chủ, minh bạch trong thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Chính vì vậy, khi các địa phương quyết định xây dựng hệ số cụ thể đưa vào phương án bồi thường, hỗ trợ, lấy ý kiến người dân phải phù hợp với mục đích sử dụng đất, vị trí và tuyến đường trong bảng giá đất.
Với các khu vực đang đô thị hóa, có tốc độ phát triển mạnh mà bảng giá đất của thành phố chưa điều chỉnh kịp so với giá thị trường, thì cần có khung hệ số đủ rộng để thuận lợi trong việc đề xuất giá cụ thể. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin bất động sản ngày hôm nay của chúng tôi. Nếu quý khán giả có bất kỳ thắc mắc hay góp ý nào, có thể chia sẻ bằng cách comment vào phía dưới video này. Và đừng quên nhấn nút like, share và subscribe cho kênh của chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.